B. 52. Tàu sân bay Mỹ tập trận mô phỏng tấn công sát Iran. Tàu sân bay, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom Mỹ đã tham gia cuộc tập trận trên biển Ả Rập giữa lúc căng thẳng với Iran đang leo thang. Hãy nhấp follow để theo dõi những tin tức mới nhất trên báo nói az.com. Thành Đạt, ảnh, Unavi, Reuters.